Xôn chun rương 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 lòm bài bon 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 miễn ụ ba sọ mà nẹ, rút nơi nông chun ở bọt mùi. Kết trong bằng buộc côn rồi bọt cột. Hai cột có bán tư nỉ dì chua lên bên biệt kì rùi rõ ở hỏi. Lúc đó ngay châu ruộng bởi chống nhiệt mật bốt bò đi sát, nâng châm ràng bốt tử môn hai bờ lưng nịa nụ. Bốt nẹ lên có bán vô cường lên châu một bồn kia tiếng ọ, khóa tè nẹ vi côn mình bàn một. Rút kế miễn thù rẹ trâu bộ bôn cho lòng tuần lý nơi ai bà tè. Ai nét đam bôn nâng nhiết mất tiền lại, có bị cổ khní rốt chua mà nụ để chết vi côn dốt một chùm nụ ở bàn. Bọn tài, bộ kế rốt nẹ chua mà bàn xó. Bê nụ, bộ kế cổ khní mất sập bài chật xó. Mà nẹ, ông côi mục ở xôi bài, bộ thả cam vị thí chật chập đam tờ hỏi. Cái rìa mùi nụ, miễn bộ rõ mà nè, miễn chú mùa mình bà gọt kì xót nằm mọt hào thà cháu phlom bài bồn. Cháu nụ, đa mục đó khơi ruộng bồn có châu tờ xua nuông quọp của bước trong ban bài chùm này bà rây xa là bò rì phụ. Bế đai nè ruộng bạp thà mà chắc ruộng bồn cầm bông thơ bồn bồn bút nịa hai khoa nè chè vi cơn nụ, cháu phlom bài bồn có ban ụt thà luôn chè vi cơn miễn ở vây bị bạc tê bồn nâng nụ. Hãy bắt mà chạy đau bọn thả, nhóm xôm vô cầm lắng châu chập của xóa phong, trăng bắt chân nụ nhóm mình dục tì, xong tệ bài chùm này bó rì phụ mùi chạy bàn hỏi. Em mà chạy đau bọn nâng nhiết mất tiếng ọt nụ, bế bàn lưu chạy phong bài bọn nì dây đồ chân nụ, miễn à rõm trách ổ bình chất khẳng nà. Tớ bà riêp chăm bài chùm này xa bà rầy áo chạy nụ bó rì phụ đời cái đây rộp ảnh. Bộ kế sẵn khâm thà nâng rốt ban nẹ vi côn mốt chùm nuốt bộ rõ nụ. Hai cam vị thi rồi bỏ bộ kế có đầm nà cá đói rồi lùn đài. Lúc đó cháu phlom bài bồn bò rì phục bài ruột. Nẹ đam bồn có ban tư ảnh chương cháu nụ ở chỗ tư gần lành vùng phliền. Tai cháu nụ bài chia nỉ dây bạp thà. Nhóm bát chết vi tại côn thùm thùm tai bẩn nọc lưu sâu muôn muôn nụ tỉ. Chúng này còn vùng phái tôi ní nhóm mình chết vì tì. Nè cốp kìa nơi nông vùng nụ khơi nụ chân nó nông kìa hùa chật khá có ơ xâm nào khá khẳng lùa chê bật tích bật xa cháu phlom bài bồn nụ. Bế đăng thà cháu phlom bài bồn nụ một cho bọc đảm bây dọc bài bò rì phục chùm ác cửa bè. Rốt ba nì dây tử nẹ ná có chết vi côn thùm lưu sâu muôn muôn nụ đài xôn bay tại côn khám mến cầu vi chết vi đài. Nẹ mà chá đàm bốn hua chật khô cầm nứt luôn anh đai mình ban xua cháu phlom bài bốn ở ớt xế cất đầy tớp kia ai kích prai xâm đầy đối chân học bàn. Quát khăn giang khăn tái co mình ai thua với cháu phlom bài bốn ba nụ đài. Ai cháu phlom bài bốn ban trăm đa kích chênh pi bị thi nụ giang lươn tàng miến cất đầy yên khám á. Rốt đăng thạc luôn, pra vị thi bảo pra, dốc bài rồi bỏ kì bó rì phụ. Xôm chun rương, con cà pìa, mình tia còng rai. Bị dù lùng nà một hỏi, miên rừng mùi bán đầm nà thả. Nơi nông phùm đỏ sóc sàn mùi, miên xuân cho bà xuân bần lại nia nia chỉ trơn. Hói nơi tì nụ, tên ta miên còn kẹp, hình, còn kép ách cố, cần tranh chế, kinh cụ, tiền vốn rùa nử. Mua sắp tiền ọ nụ, rút nơi nông vía sài phong, nông xuân bần lại tiền ọ phong. Nơi nông rột đầu vô xa, bế cô châu cao mà đo áp tiền lại dôm con rùm bồn, hát đô chìa bạp thà, rì trái cá nâng châu một đỏ hỏi. Bà chia chôn nơi nông phùm, bà có bà bò thua sai trong cá, có đô chìa thua các xì cầm.
ពេលប្រលប់ពួកគេត្រឡប់មកផ្ទះវិញទាំងក្តីរីករាយដោយបានជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅពេលយប់ម្ដងម្ដងក្នុងរដូវភ្លៀងធ្លាក់កង្កែបហ៊ីងយំត្រហឹងអើងកងភាពត្រជាក់គួបផ្សំនឹងសម្លេងទាំងនេះញ៉ាំងឲ្យបរិយាកាសនៅវាលស្រែក៏ដូចជាក្នុងភូមិនោះមានភាពមនោរម្យជាខ្លាំង សត្វហ៊ីងកង្កែបទាំងអស់នេះមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃវាតែងចាប់សត្វល្អិតចង្រៃទាំងឡាយស៊ីជាអាហារពួកវាគឺជាកងការពារដ៏ល្អមួយហើយសត្វល្អិតចង្រៃទាំងអស់មិនអាចមកបំផ្លាញផលដំណាំរបស់ប្រជាជននៅក្នុងភូមិបានឡើយពេលដែលគ្មានសត្វចង្រៃបំផ្លាញដូច្នោះបន្លែផ្លែឈើតាមសួននានា វាស្រែវាស្រូវលូតលាស់បានយ៉ាងល្អមិនតែប៉ុណ្ណោះវាតែងតែផ្ដល់ផលឲ្យប្រជាកសិករកាត់យកទៅលក់នៅឯទីផ្សារបានប្រាក់កម្រៃចិញ្ចឹមគ្រួសារយ៉ាងច្រើនមិនតែប៉ុណ្ណោះវាបានផ្ដល់ផលជាស្លឹកផ្កាផ្លែគ្រាប់ដល់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាសម្រាប់បងប្អូននៅឯក្នុងភូមិបរិភោគថែមទៀត ថ្ងៃមួយក៏មានរឿងមួយបានកើតឡើងមនុស្សទាំងឡាយពិតជារមើលកូនខ្លាំងណាស់ពួកគេមិនដឹងថាសត្វកង្កែបហ៊ីងទាំងអស់នោះការពារផលដំណាំរបស់ពួកគេពីសត្វចង្រៃទាំងអស់នោះឡើយពួកគេមិនត្រឹមតែមិនថែរក្សាសត្វទាំងអស់នោះឲ្យបានគង់វង្សនោះទេពួកគេបែរជាមានគំនិតចង់សម្លាប់សត្វកង្កែបក៏ដូចជាហ៊ីងមកធ្វើជាចំណីអាហារនិងលក់យកប្រាក់កម្រៃទៅវិញ ពួកគេបានប្រើឧបករណ៍ធម្មតាដូចជាសន្ទូចអង្រុតលបរហូតពេលខ្លះក៏ប្រើដល់អាគុយថែមទៀតដែលជាឧបករណ៍សម្រាប់ដាច់ពូជកង្កែបក៏ដូចជាត្រីនៅឯក្នុងស្រះសត្វកង្កែបក៏ដូចជាហ៊ីងទាំងអស់បានស្លាប់ផុតពូជធ្វើឲ្យគ្មាននរណាការពារផលដំណាំទៀតឡើយបច្ចុប្បន្ននេះពូជសត្វទាំងអស់នេះក៏បានរលាយអស់ហើយ អស់ហើយសំឡេងក្អាត់យំពេលល្ងាចអស់ហើយសំឡេងហ៊ីងយំពេលភ្លៀងធ្លាក់ច្បារដំណាំវាស្រែក៏អស់មានកងការពារទៀតដែរចាប់ពីពេលនោះមកពួកសត្វល្អិតចង្រៃក៏ឡើងដៃនិងបានចិត្តខ្លាំងណាស់ពួកវាបាននាំគ្នាមកស៊ីនិងបំផ្លាញដំណាំតាមអំពើចិត្ត ប្រជាជននៅក្នុងភូមិឃើញសត្វល្អិតចង្រៃបំផ្លាញដំណាំរបស់ខ្លួនដូច្នោះដើម្បីការពារដំណាំរបស់ពួកគាត់កសិករក៏បានរត់រកថ្នាំគីមីមួយចំនួនដែលគេលក់នៅឯទីផ្សារមកលាយដើម្បីបាញ់បំផ្លាញសត្វល្អិតចង្រៃទាំងអស់នោះប៉ុន្តែកសិករទាំងអស់មិនបានដឹងពីផលវិបាករបស់ថ្នាំគីមីនោះទេថ្នាំគីមីនោះគឺមានផលវិបាកអាក្រក់យ៉ាងច្រើនណាស់ វាមិនថែមទាំងមានតម្លៃថ្លៃនោះទេវាថែមទាំងបំផ្លាញដល់សុខភាពប្រជាជនទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រាក់ចំណូលពីផលដំណាំក៏ត្រូវធ្លាក់ចុះទៅលើការចំណាយថ្នាំគីមីថ្នាំគីមីមានជាតិពុលកសិករប្រើប្រាស់ហើយក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានប្រដាប់ប្រដាការពារត្រឹមត្រូវ ប្រជាជននៅក្នុងភូមិដែលប្រើថ្នាំគីមីបំពុលបរិស្ថានទាំងអស់នោះក៏មានជំងឺកើតឡើងអ្នកខ្លះឈឺមិនតែប៉ុណ្ណោះសត្វមួយចំនួនក៏ពុលទៀតដែរនេះហើយគឺជាភាពល្ងង់ខ្លៅរបស់កសិករទាំងអស់ដែលបានបំផ្លាញកងការពារដែលពុំបានទាកម្រៃទាំងអស់ដូចជាកង្កែបគីង្គក់ហ៊ីងកញ្ចាញ់ចេកនិងសត្វផ្សេងៗទៀតការជ្រើសរើសយកថ្នាំគីមី ធ្វើឲ្យពួកគេខាតបង់ប្រាក់កាសនិងបាត់បង់សុខភាពថែមទៀតតាំងពីថ្ងៃនោះមកកសិករក៏កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីហើយក៏ឈប់ចាប់បំផ្លាញនៅពួកកងការពារដូចជាកង្កែបហ៊ីងដែលមានប្រភពថ្មីៗមកពីតំបន់ផ្សេងជាដើមនៅក្នុងស្រុកភូមិមានសុខភាពល្អនិងមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញហើយពួកគេរស់នៅដោយទទួលបានផលកម្រៃជាច្រើន ពួកគេចាត់ទុកកងការពារគីង្គក់ហ៊ីងកង្កែបជាអ្នកការពារដំណាំរបស់ពួកគេគឺជាកងការពារដ៏ល្អប្រសើរដែលមិនទាកម្រៃមួយសេនសោះ